Chào cả nhà nhá. Đây là công an huyện Sóc Sơn. Tại vì nhà điều hành của trạm BOT Bắc Thăng Long Nội Bài không phải là cơ quan công an mà bắt và nhốt vào đấy. Về đây rồi, đang làm việc. Không, em chỉ hỏi thôi. Không, về đây rồi. Về đây rồi đúng không ạ? Vâng, tại vì là chị Huệ là đang trong tình trạng có bầu và thai trên lưu nhưng mà chị chưa xử lý nên em yêu cầu là bây giờ em yêu cầu là được gửi đồ lên cho chị là thứ nhất, thứ hai là em yêu cầu là chị đang bầu bí như vậy theo luật của hình sự là không được giữ những người đang mang bầu. Chị tâm là người ta sẽ đang làm việc chứ chưa giữ, nếu xong việc thì người ta sẽ cho chị lên ăn, người không phải lo đâu, chị ra ngoài được chưa? Mà bây giờ em có thể gửi lên nước và nước trên đấy thiếu cái nước người ta cũng để cho chết đói những ăn rồi sợ. Đấy em hỏi thế và các anh xác nhận là ở đây rồi đúng không ạ? Bây giờ là mấy giờ rồi chị? Bây giờ mấy giờ? Bây giờ là 5:30 nha các bạn nhá. 5:30 và anh công an này đã xác nhận là chị Huệ đã được đưa về đây nhá. Thôi em biết thế thôi. Tại vì là cảm ơn nếu mà tí nữa bọn em đợi người kia mà nếu chị Huệ quá cái thời gian mà làm việc ở đây mà không được thả thì em sẽ có đơn là các em bắt đúng hoàng bổng. Đây nhá, tôi vừa mới nói chuyện với các anh ấy rồi nhá. Đây, vừa từ bốt về đây, vừa bắt nạt chúng tôi ở bốt, giờ vác mặt về đấy. Đây, chị Huệ đã được đưa về đây rồi nhá. Đại béo nào? À, đại béo à? Chủ xe. Chờ, đọc xe đi, đọc biển số xe đi. Xe có đại béo nhá, 30A197.65 nhá. Xe gì kìa? Đấy, 30A197.65. Xe của đại béo nhá. Đây là công an Sóc Sơn. Tôi vừa nãy tôi có vừa vào làm việc với công an Sóc Sơn rồi. Tôi có yêu cầu họ là vụ bắt bớ xảy ra ở trạm thu phí BOT, trạm thu phí ma mà gọi là hay thường gọi là BOT Bắc Thăng Long Nội Bài ấy. Vậy thì là người đã được đưa về đây chưa? Tại vì trạm thu phí đấy không phải là trụ sở của cơ quan cảnh sát và không được quyền giữ người ở đấy và đánh đập đàn áp người, đánh người ở trong nhà điều hành của Việt Tra Simex. Đấy là nhà điều hành được xây lên bằng tiền thuế của người dân chúng tôi. Và không phải là nơi đấy sẽ phải chứng kiến những cuộc đàn áp, đánh đập tại đấy. Và yêu cầu là nếu có bắt bớ phải đưa về, dẫn về công an, trụ sở công an huyện Sóc Sơn. Và anh trực ban ở đây, anh trực ban ở đây đã khẳng định với chúng tôi là chị Huệ Như và Tiến Bùi đã được đưa về ở đây, giam giữ ở đây. Và tôi có nói thông báo rằng chị Huệ Như là đang có bầu, mặc dù là thai chết lưu nhưng mà hiện tại là đứa con và cái giọt máu đấy vẫn đang ở trong bụng và về cơ bản là vẫn đang mang bầu thì không được quyền giam giữ phụ nữ có thai theo quy định của luật hình sự. Thế yêu cầu là các vị thả chị Huệ ra. Còn Tiến Bùi nữa, đòi và quyền và lợi ích hợp pháp khi nào các vị không thể trả lời cho người dân chúng tôi là BOT đấy đúng thì có nghĩa là chúng tôi đang đi đòi quyền lợi đúng, và đúng thì các vị không thể chứng minh được lỗi, các vị không chứng minh được lỗi, các vị buộc phải thả những người các vị đã bắt ra.
anh chị em lên đây nhá. Huệ Như và Tiến Bùi vào tù ra tội suốt vì chúng ta, vì chính những người dân chúng ta. Thế nên là chúng ta lên đây để thể hiện một chút gì gọi là chung tay. Hèn thì hèn vừa thôi. Đây, đang béo đây. Đó đây này, đang béo đấy. Đây là đang béo này. 30A336.64 nhá, đại béo nhá. Everest, for Everest. For Everest. Mình vừa đọc biển số rồi nhá. Đúng rồi, kia kìa, đại béo đã ra nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Đúng cái xe vừa vào nhá, đây kia kìa, mặt kia kìa. Đây bên là xe đại béo, bên đây không phải Everest gì? Khoai Everest này đúng không? Đúng. Thằng cái chó này hôm nay soi ra bóng phải giống được. Đây nhá. Đấy, xe vừa nãy chúng tôi sẽ ở đây để đòi lại những con người ưu tú về với cộng đồng. Họ không đáng để bị đối xử như những kẻ tội phạm. Họ không làm gì, họ chỉ đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp, và họ cũng vì chủ trương chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước thôi. Nói thì bảo nói nhiều, nhai đi nhai lại mãi, nhưng mà đúng là họ như vậy, và các vị chả có quyền gì bắt họ dẫm đạp trên luật. Tôi thấy mệt mỏi. Chán cái công an huyện Sóc Sơn này lắm rồi. Cái đơn khiếu nại của tôi tiếp tục tôi đã gửi cho công an thành phố Hà Nội rồi nhá. Và về mấy cái hành xử ngớ ngẩn của các vị, bắt bớ lung tung xòe, xong rồi là ký tá lạn sinh hậu, chả biết vi pháp luật nào, cứ làm thì làm bừa lên, cứ nói bừa tăng tít đi. Cả bú lớp mẹ miệng em, càng xem càng cái chối tỉ. Thế nhưng mà vẫn làm được đấy. Tạm thời là chị Huệ đang ở đây và chúng tôi sẽ vào kia, tôi viết một cái đơn đòi người. 5:30 đồng chí trực ban công an huyện Sóc Sơn xác nhận với tôi là đã đưa Huệ Như về đây, có nghĩa là đưa trước 5:30, có nghĩa là bắt 5 giờ nhá. 5 giờ đã được là đưa về đây rồi. Thời gian chị Huệ đã được đưa về công an Sóc Sơn là 5 giờ ngày hôm nay, cả Tiến Bùi nữa. Các bạn nhớ lấy cái mốc này nhá, không về sau nó lại cãi là nó không giam, nó không bắt, nó chỉ mời. Tạm thời là kết thúc livestream ở đây. Anh chị em nào mà yêu quý Huệ Như thì lên đây. Toàn thương mồm thương miệng.